Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Nói chung là ở video này thì Khải vừa livestream luôn. Xem rồi thì em chung với người ta có hỏi ngỏ ý mua cây lại cái nỏ. Cái nỏ tóc bung, cái nỏ sát thương 45 này của Khải với lại cái nón này. Nón này Khải đang định cho con lôn đao đó. Nếu có chuyện lại con lôn đao Khải mang sẽ cái nỏ. Cái nón này cực kỳ đẹp luôn. Mà nó thì nó đang cần cái nón sinh lực cao để ép về cái nón lá cho đẹp. Rồi cái nỏ này cũng ưng. Thì chung là Khải cái nỏ này muốn bán này. Còn cái nỏ kia thì Khải lại thích đỡ đánh hơn nè. Nỏ 3947 Khải thấy đẹp hơn. Tuy rằng nó thua cái 4 lực tây thôi, nhưng mà Khải thấy cái nỏ này nó sẽ đẹp hơn. Đó, đó là bây giờ thì Khải quyết định bán cái nỏ 45 cho chung. Và Khải với cái nón tất cả hai kim mà thôi. Nó bán rẻ cho em hai kim. Hai kim lấy mà đánh xài. Đó, đây nha. Ok, nói chung là bán cho thằng em hai, nó đang muốn chuyển đường môn nè, nó cho qua trải nghiệm một tí. Ok, bán hai món cho thằng em hai kim thôi. Đó, nhanh gọn đỡ phải suy nghĩ. Nón sinh lực cao chuyển phục hồi, chuyển phục hồi 54 phần điểm. Nón này nếu mà con lông mang thì chắc luôn em, tại vì con lông có dòng phục hồi sinh lực nó là đi chăn bao kho sự chất, có đi làm gia tóc một mình cũng ok. Trong đi chăn cũng ít sự chất hơn. Ok, với hai kim thôi mọi người. Thì vừa bán vừa cho anh em test nên thôi, không phải suy nghĩ bán cho nhanh anh em, tại vì đồ khá khá là nhiều. Đó, qua đây bán được mớ đồ này. Đồ này. Đó. Rồi, còn cái đồ nó bán nốt luôn. Chung là ok, nói chung là vậy thôi anh em ơi. Là ok, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải video một like một share ủng hộ Khải nếu anh em cảm thấy thích nha mọi người. Đó, nói chung là hồi nãy anh em vần xong rồi, giờ thì đi chào thôi anh em. Ok, bye bye anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bán cái mít đồng nữa bù lại nữa, có thể sắm thêm món nào nữa thì mua sắm anh em.